Phương, Huỳnh Anh ra cái kết cho những lời phán xét. Huỳnh Anh, một nam diễn viên điển trai, từng được nhiều người yêu thích, song sau đổ vỡ tình cảm với Hoàng Anh, sau nam lại nhận về nhiều phán xét bởi những cuộc tình sau đó. Bạch Lan Phương, một nữ MC xinh đẹp, từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, khi xác nhận tình cảm với Huỳnh Anh lại trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Vượt qua tất cả bằng sự đối mặt trực diện, họ đã cùng nhau đi đến một cái kết ít ai ngờ tới. Vâng thưa quý vị, nổi tiếng là người thẳng tính, vì vậy không ít lần Bạch Lan Phương trực tiếp đáp trả từng bình luận kém duyên của anti-fan liên quan tới chuyện tình giữa cô và nam diễn viên điển trai Huỳnh Anh. Ở duyên mới sau 4 năm bên nhau và một cái kết đã mở ra, Bạch Lan Phương đã có những trải lòng như sau. Những lời mình hay được nghe trong suốt gần 4 năm qua: Phương không xứng, lớn tuổi, không đẹp, đã thẩm mỹ, không hợp bằng người cũ. Có người nói mình với những từ nặng hơn, có người nói mình không biết xấu hổ, không lượng sức mình. Phương đôi khi chia sẻ lại sự phán xét ấy thì người ta bảo nói đúng rồi còn gì. Có những khi mình chia sẻ về khoảnh khắc vui vẻ của mình thì người ta bảo khoe gì mà lắm thế. Vậy nên nếu như lần chia sẻ này vẫn là những lời nhận xét như vậy thì chắc chắn Phương sẽ không ngạc nhiên đâu. Nhưng tại sao mình vẫn lựa chọn chia sẻ hình cưới của mình lên trang cá nhân? Chẳng phải đó là sự thách thức? Chỉ đơn giản là mình cảm thấy không hề có lỗi khi biết bản thân không đẹp, bản thân đã nhiều tuổi nhưng vẫn có quyền yêu và được yêu. Phương cũng muốn nói với rất nhiều người phụ nữ khác rằng ở trên đời này luôn có người dành cho bạn vì bạn xứng đáng. Ai cũng sẽ được yêu thương và tìm được một mảnh ghép của mình khi chúng ta tự yêu thương bản thân, nỗ lực, cố gắng và sống tốt từng ngày. Đừng bao giờ đánh giá thấp chính mình chỉ vì lời nói của người khác. Cho dù có đổ vỡ, có từng tổn thương thì đâu đó sẽ có những người nhặt từng mảnh vỡ và hàn gắn lại giúp bạn. Như lời Bạch Lan Phương nói, cô ấy dám yêu và dám đối diện. Những hình ảnh cưới thật đẹp, thật lung linh của họ đã được lan tỏa trên không gian mạng. Và điều cả hai muốn nói rằng họ đang hạnh phúc. Trước đó thì Bạch Lan Phương cũng từng gây chú ý khi tỏ bày rằng cuộc đời này quá ngắn để thức dậy với sự hối tiếc và khó chịu. Từ giờ, từ giây phút này, lấp đầy khoảng trống của bàn tay bằng việc đan chặt tay nhau, lấp đầy khoảng trống của trái tim và xoa dịu những vết xước bằng tình yêu thương chồng nhé. Sai ở đâu, dũng cảm đối diện, đứng lên và sửa sai ở đó. Cảm ơn những sự động viên của gia đình, của bạn bè thân yêu và cả của những người Phương chưa từng được gặp. Cuộc sống diệu kỳ, tình yêu màu nhiệm, sống thêm một ngày là lãi thêm một ngày, chẳng cần biết tương lai ra sao, hiện tại mới là quan trọng nhất. Đó là những chia sẻ của Bạch Lan Phương dành cho Huỳnh Anh và những người yêu mến cô. Theo như Ibis tìm hiểu thì Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương đã đăng ký kết hôn. Hiện tại cặp đôi đang tích cực trong công tác chuẩn bị đám cưới. Sở dĩ mối quan hệ giữa cả hai bị mang ra bàn tán bởi đàn gái hơn đàn trai tới 6 tuổi và cô cũng từng trải qua hôn nhân và có một con gái riêng. Tuy nhiên thì với Bạch Lan Phương, sở dĩ cô gắn bó với Huỳnh Anh đến ngày hôm nay là vì sự chân thành của đàn trai. Về điều này Bạch Lan Phương từng bày tỏ: chỉ vì người trao tôi cái nắm tay thật chặt mà tôi cố chấp vượt qua mọi rào cản để bước đi bên cạnh người hơn 1.000 ngày qua. Chỉ vì câu nói người bảo anh sẽ vì em mà cố gắng nên tôi lại mộng mơ tin ở tình yêu thêm một lần nữa. Về phía Huỳnh Anh, ngay từ khi công khai bạn gái vào năm 2020 và nhận về ý kiến trái chiều, Sa Nam đã lên tiếng binh vực bạn gái. Sau Bạch Lan Phương khuyên anh nên bình tĩnh, bỏ ngoài tai những lời bàn luận của thiên hạ. Vì vậy Huỳnh Anh chỉ lên tiếng cho rằng cái nét đấy cái đẹp và khuyên anti-fan nên soi lại con người mình trước khi chê bai người khác. Các bạn ơi, mình chỉ muốn nói với các bạn nghe là cái nét nó này, cái đẹp đấy. Mỗi người đi chê người khác thì phải soi lại cái nét của mình trước đi đã. Huỳnh Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh chàng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ khi từng tham gia loạt phim đình đám như là Thiên Sứ 999, Bộ Tứ 10A8, Cầu Vồng Tình Yêu, Cả Một Đời Ân Oán, Chạy Trốn Thanh Xuân, Tiệm Ăn Gì Ghẻ, Mùa Xuân Ở Lại. Trước khi yêu Bạch Lan Phương thì Huỳnh Anh có mối tình 3 năm đầy căng khít với Á hậu Hoàng Oanh, 2 năm với Even, hot girl người Việt sống tại Bỉ. Còn Bạch Lan Phương sinh năm 1986, cô được biết đến là một MC dẫn dắt một số chương trình của đài truyền hình Việt Nam như là VTV Kết Nối, Thời Trang Và Cuộc Sống. Ở thời hiện tại thì cô nàng được biết đến nhiều hơn về công việc kinh doanh. Bạn nghĩ sao trước cái kết đầy viên mãn của cặp đôi yêu nhau trong sự bàn tán, soi xét của dư luận này? Hãy bày tỏ quan điểm, cảm nhận của mình để Ibis được biết nha!